Xin chào quý bà con nông dân. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới cho mình top 5 thuốc trừ sâu đặc trị côn trùng trích thuốc thuộc công ty Kiến Vàng sản xuất và phân phối. Thì mình xem ha, sản phẩm đầu tiên của bên em giới thiệu đó chính là sản phẩm USA Table. Thì sản phẩm này có đặc tính đó là chuyên diệt rệt sáp cũng như là nhện đỏ, nhện dế ở trên cây trồng, đặc biệt là cây ăn trái. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu tới là sản phẩm trái cà special. Thì cái sản phẩm này á, nếu mà tên chính của nó là Subitoc 250IC, có tên nhãn hiệu là trái cà special ở trên thân chai á, thì sản phẩm này chuyên trị đó chính là sâu đục thân và bọ trĩ. Nếu mình thấy cây của mình có dấu hiệu bị đục thân hoặc đục trái á, hoặc là bọ trĩ chích thuốc trên hoa trên trái của mình, sử dụng sản phẩm này rất là ok luôn. Rồi tiếp theo em giới thiệu đó là Phytet 300IC, nhưng nhãn hiệu của nó là Vua Rầy Đẹp Chết Ruồi Vàng. Riêng với sản phẩm này thì lại đặc trị chuyên về ruồi vàng, đặc biệt là ruồi vàng chích thuốc trên trái á, gây ảnh hưởng tới năng suất. Và một số loại rầy đẹp khác thì thuốc này đều trị được. Tiếp theo mình sẽ đến với lực sĩ USA. Nghe tới lực sĩ là mình thích rồi ha, thấy mạnh rồi đó. Thì đối với lực sĩ USA cũng chuyên trị nhện, các cái côn trùng chích thuốc và sâu đục thân, sâu đục quả, rệp nhảy, rầy xanh, rầy nâu gì đều trị được hết á. Rồi một sản phẩm tiếp theo chuyên trị tuyến trùng và sâu đục thân, sâu đục trái gì trị được luôn, đó chính là Rofort 366. Sản phẩm này cũng của công ty Kiến Vàng nha, và tên của nó hay gọi có thể là Ayora 350IC, và cần lưu ý giùm em đó. Và cuối cùng đó chính là hotline của bên em. Thì các bác muốn hiểu thêm về thành phần cũng như hướng dẫn sử dụng của top 5 này thì cứ liên hệ trực tiếp hotline bên em sẽ hỗ trợ cho mình nhé.